Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Ban chấp hành Hội Từ thiện Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện với chủ đề Chắp cánh ước mơ tại sân khấu Olympic Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Đây là lần thứ tư sự kiện được diễn ra nhằm gây quỹ xây nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam. Sự kiện thu hút nhiều đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm, đặc biệt là sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Việt Nam như Quang Hà, Phan Duy Anh, cũng như các anh chị em nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Gần 500 khán giả là kiều bào Việt Nam và bạn bè Hàn Quốc đã tới ủng hộ chương trình với số tiền quyên góp được tương đương khoảng 220 triệu. Đây sẽ là nguồn kinh phí gây quỹ xây nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó tại ba miền Bắc, Trung, Nam tại Việt Nam. Em tham gia chương trình này là lần thứ hai rồi ạ. Em thấy chương trình này rất là ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Em mong chương trình này sẽ luôn được kéo dài. Đến đây để góp sức cũng như là gây quỹ từ thiện cho hội, và em cũng mong muốn hội càng mạnh hơn, nhân rộng hơn và mọi người biết đến hội để đóng góp nhiều hơn để gửi về Việt Nam mà giúp cho đồng bào ở Việt Nam cũng như là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Tham Tán Lê Mạnh Truyền nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý nghĩa và đánh giá cao những hoạt động của hội. Sự kiện Chắp cánh ước mơ đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Đồng thời, sự kiện cũng tạo nên một sân chơi bổ ích, giúp cộng đồng người Việt Nam ở tại Hàn Quốc ngày càng gắn kết hơn, giúp đỡ nhau cùng phát triển và tạo nên một cộng đồng vững mạnh. Sau khi chương trình kết thúc, Ban tổ chức chúng tôi sẽ rà soát lại những trường hợp nào khó khăn cần thiết về nhà ở, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng và bàn giao để cho những hộ đó có nơi ở mới khang trang hơn, sạch sẽ hơn. Năm 2022, Ban chấp hành Hội Từ thiện Việt Nam tại Hàn Quốc đã xây được 3 căn nhà tình thương và đã tiến hành bàn giao cho 3 địa phương ở 3 miền của Việt Nam, đó là Hà Giang, Thừa Thiên Huế và Tiền Giang. Ra đời từ cuối tháng 10 năm 2012, Hội Từ thiện Việt Nam tại Hàn Quốc trước đây chỉ hoạt động tự phát theo tổ chức cá nhân. Để hoạt động hiệu quả hơn, các cá nhân thường xuyên có những hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng đã tiến hành đại hội bầu ra ban chấp hành. Thông qua đó tổ chức quyên góp, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, phát quà cho các cụ già neo đơn, những gia đình thiên tai bão lụt tại Việt Nam.